vài câu hỏi chúng ta đã mới nói. Nếu Đức Chúa là đấng toàn năng hằng hữu khắp vũ trụ trời đất, thì tại sao Đức Chúa không mặc khải về mình cho toàn thể nhân loại thời cựu ước cũng như bây giờ, mà lại chỉ nói chuyện với dân Do Thái? Đấy, tôi vừa mới nói đó, là Thiên Chúa mặc khải mình với dân Do Thái không phải là để họ giữ cho họ, mà là để họ phải loan báo cái mặc khải đó cho muôn dân. Ý nghĩa là như vậy. Thực sự là khi mà Thiên Chúa đến với chúng ta đó, trong Chúa Giêsu Kitô, Ngài nhập thể làm người, mà là người thực sự, thì Ngài phải chấp nhận mọi giới hạn của thân phận con người. Ngài không thể vừa là đàn ông vừa là đàn bà được. Gọi là bê đê thì mệt lắm. Ngài không thể vừa là người Do Thái vừa là người Việt Nam được. Ngay trên đất nước Palestine, quê hương của Chúa, Ngài không thể vừa ở Jerusalem mà vừa ở Nazareth được, trong cái thân phận của con người bình thường. Cho nên khi Thiên Chúa nhập thể thì Ngài phải chấp nhận cái giới hạn. Ở đây cũng vậy, Thiên Chúa ngỏ lời với dân Do Thái thì Ngài sử dụng cái ngôn ngữ của họ, trong cái văn hóa của họ, để chấp nhận cái giới hạn. Nhưng mà vấn đề là ở chỗ không phải là người ta giữ cho riêng mình, mà là phải loan báo cho muôn dân. Thế rồi tiếp tục bạn hỏi thế này. Trong sách Xuất Hành ở chương 20, Chúa nói về việc không thờ thần khác bởi vì Chúa ghen. Vậy Chúa ghen khi những người khác, những dân tộc khác đang thờ rất nhiều vị thần khác nhau hay sao? Thực sự ra cái từ mà ta là đấng ghen tương, chúng ta phải đặt trong bối cảnh của nó để hiểu rằng Chúa muốn nhấn mạnh rằng chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Một mình Ngài mà thôi. Chứ nếu mà mình hiểu cái từ ghen ở đây theo cái nghĩa đánh ghen đó thì hơi mệt, mệt lắm. Nhưng mà phải hiểu là Ngài nhấn mạnh là chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Và thực ra về mặt thần học á, thì phải nói thêm cái này. Khi chúng ta thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi đó, là chính mình nâng cao cái phẩm chất làm người của mình. Còn nếu mà mình sa đà vào những cái chuyện thờ đủ những thứ thần tượng khác thì mình dần dần đánh mất cái phẩm chất của mình. Nói một cách cụ thể, nếu Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô không phải là Thiên Chúa duy nhất trong cuộc đời của các anh chị và tôi, mà Thiên Chúa của các anh chị và tôi lại là thần xác thịt, thần đô la, thì không chừng là phẩm giá làm người của chúng ta nó sẽ sa sút. Thế cho nên tôi đề nghị chúng ta hiểu cái từ ghen tương ở đây cho nó đúng hơn. Tiếp theo sách Xuất Hành nói là Chúa sẽ loại trừ kẻ tế thần khác ngoài Chúa. Vậy Chúa có công bằng không khi mà phạt kẻ không biết? Trong dân gian hay nói không biết thì là không có tội. Mà Chúa Giêsu cũng nói, lạy cha, cha hãy tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Đấy, bạn lý luận hay quá. Mà Chúa lại nói là Chúa sẽ loại trừ kẻ tế thần khác ngoài Chúa. Thế nhưng mà tôi xin hỏi bạn thế này này. Ở trong sách Xuất Hành chương 22 mà bạn trích dẫn đó, là Chúa đang nói với ai đây? Hả? Chúa đang nói với dân Israel mà. Thấy không? Chúa đang nói với dân Israel là dân ký kết giao ước với Chúa, chứ đâu có phải là Chúa nói chung chung. Mà vì Chúa nói với họ cho nên Chúa mới bảo, ai trong các ngươi mà tế thần khác ngoài ta thì sẽ bị phạt. Nói là nói với dân Israel. Thế cho nên bạn cứ an tâm, nếu mà không biết thì không có tội. Và trích dẫn Thánh Kinh ở đây rất là chính xác. Chúa Giêsu cầu nguyện, xin cha tha cho họ vì họ lầm không biết. Rồi thì cuối cùng,
Xuất hành chương 21 từ câu 1 đến câu 4 thì là tuyên ngôn về nhân quyền. Bởi vì từ trước cho tới lúc đó, mọi người coi nô lệ là vĩnh viễn. Thế nhưng từ câu 5 đến câu 11 là sự công bằng trước luật pháp. Về tình người thì cũng có phần khó mà thuyết phục mọi người. Vậy thì xin cha giải thích rõ xuất hành 21, 5, 11. Thế này về các anh chị đọc lại coi, tôi sợ là chúng ta không có đủ thời gian. Tôi chỉ có mỗi cái gợi ý này thôi, là khi các anh chị đọc cái phần đó trong sách xuất hành, đừng quên rằng đã được viết ra cách chúng ta chắc chắn là hơn 2.000 năm, mà có khi phải tới 3.000 năm. Thấy không? Mình đừng có quên cái điều đấy. Cách đây là 3.000 năm. Mà trong cái thời điểm cách đây 3.000 năm mà có những quan điểm như vậy là tiến bộ lắm. Mình lại lấy cái tiêu chuẩn nhân quyền của ngày hôm nay để mà mình xét xử thì sợ là không được công bằng cho lắm. Xin lỗi, ngay ở Việt Nam của mình cách đây 100 năm đó mà nói về người phụ nữ đó, thì quan niệm làm sao? Nói đến vợ chồng nó thì quan niệm làm sao? Thấy không? Cách đây có 100 năm thôi chứ đừng có nói là 3.000 năm. Đấy, mình đặt mình vào trong bối cảnh lịch sử như vậy thì mình sẽ thấy là quan điểm tiến bộ lắm ngay về mặt xã hội để bảo vệ con người. Và Thiên Chúa cứ từng bước giáo dục người ta tiện tiến. Ngay cả Chúa Giêsu cũng vậy, mai muốn học phúc âm rồi thấy Chúa Giêsu đâu có tỏ mình cho các môn đệ ngay từ lần đầu tiên hết tất cả mọi sự đâu, mà Chúa phải dạy từ từ, dạy kỹ thế mà rồi cuối cùng cũng phải mắng các ông, các anh có tai mà không nghe, có mắt mà như mù. Đấy, dạy kỹ thế rồi cuối cùng cũng có ông Giuđa. Đức Chúa Trời huấn luyện có 12 người mà cũng mất một. Thế thì tôi nói chủng viện có huấn luyện 100 ông mà có mất 10 thì cũng âu là sự bình thường. Đấy, cũng là sự bình thường. Thiên Chúa đi cái đường lối sư phạm rất là hay, giáo dục tiện tiến thôi. Hôm nay là buổi cuối cùng về sách xuất hành, cho nên như một tổng kết vậy, tôi đề nghị các anh chị chiêm ngắm Mô-xê vì hai lý do. Lý do thứ nhất, khi chúng ta tập trung vào Mô-xê thì coi như chúng ta nhìn lại toàn bộ sách xuất hành. Bởi vì mọi biến cố trong sách xuất hành đều gắn với Mô-xê. Lý do thứ hai, mình là người Kitô hữu, cho nên đọc Thánh Kinh Cựu Ước nhưng vẫn luôn quy chiếu về Chúa Kitô. Và vì vậy, khi ta chiêm ngắm Mô-xê, ta gặp được ở đó hình ảnh báo trước về Chúa Giêsu Kitô. Thế thì trong cái bài tổng kết về Mô-xê này, tôi phân ra làm hai phần. Phần thứ nhất là những chặng mốc chính trong cuộc đời của Mô-xê từ thơ ấu cho đến khi lập gia đình, rồi ơn gọi và sứ mạng của Mô-xê, rồi đến hành trình mà Mô-xê dẫn đưa dân trong sa mạc đi về đất hứa. Cái phần đó, khi các anh chị đọc sách xuất hành cả hơn một tháng vừa rồi, các anh chị đã nắm rồi. Nhưng mà nhiều khi cứ mỗi tuần đọc một khúc, mỗi tuần đọc một khúc, rồi chúng ta quên mất. Cho nên tôi cố ý làm một tổng kết để các anh chị có thể nhìn lại một cách, một cái nhìn chung về sách xuất hành. Và trong đó tôi có cẩn thận ghi những trích dẫn, chương mấy, câu mấy, đôi khi không chỉ sách xuất hành mà cả sách Lê Vi, sách Dân Số, để các anh các chị mai mốt có dùng mà nghiên cứu thêm hay là giúp cho người khác đó thì mình có sẵn tư liệu.
Cái phần đó thì tôi nghĩ các anh chị có thể đọc là nóng rồi. Cho nên còn ít phút nữa, xin chia sẻ cái phần thứ hai. Đó là ta nói về Mô-xê như một nhà lãnh đạo mẫu mực của dân Israel. Ở đây có ba điểm mà tôi đề nghị chúng ta quan tâm. Điểm thứ nhất đó, ông Mô-xê là người của Thiên Chúa. Nếu được thì mời các anh chị mở sách, không phải là Xuất Hành mà là sách Dân Số. Ta phải đặt mình vào trong bản văn đó, mới thấy đầy đủ ý nghĩa. Sách Dân Số ở chương 12. Chúng ta cùng nhau xem chương 12 từ câu 1 cho đến hết câu 8. Sách Dân Số có nghĩa là cuốn sách sau sách gì? Lê Vi. Bà Miriam và ông A-a-ron phản đối ông Mô-xê về người đàn bà xứ Cút mà ông đã lấy, vì ông đã lấy một người đàn bà xứ Cút làm vợ. Họ nói, Đức Chúa chỉ phán với một mình Mô-xê sao? Người đã chẳng phán với cả chúng ta nữa ư? Và Đức Chúa nghe được. Ông Mô-xê là người hiền lành nhất đời. Các anh chị để ý nhé, cái câu mà Miriam và Aaron, Đức Chúa chỉ phán với một mình Mô-xê sao? Người đã chẳng phán với cả chúng ta nữa ư? Ghen tị đấy, tự cho mình cũng là ngôn sứ. Thế rồi ta đọc tiếp ở câu 4 này. Đột nhiên Đức Chúa phán với ông Mô-xê, ông A-a-ron và bà Miriam, cả ba hãy đi ra lều hội ngộ. Và ba người đã ra. Đức Chúa ngự xuống giữa đám mây và dừng lại ở cửa lều. Người gọi ông A-a-ron và bà Miriam và hai người đi ra. Người phán, hãy nghe ta nói đây. Nếu trong các ngươi có ai là ngôn sứ, thì ta, Đức Chúa, ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến, hoặc sẽ phán với nó trong giấc mộng. Nhưng với Mô-xê tôi tớ ta thì khác. Tất cả nhà ta, ta đã trao cho nó. Ta nói với nó trực diện, nhãn tiền, chứ không nói bí ẩn. Và hình dáng Đức Chúa nó được ngắm nhìn. Vậy tại sao các ngươi không sợ nói động đến Mô-xê tôi tớ ta? Có ai mà được Chúa dành cho những lời lẽ tuyệt vời như thế này? Cho dù là các ngôn sứ đi nữa đó, thì Chúa nói ta sẽ tỏ mình ra cho nó ở trong thị kiến, hay là phán với nó ở trong giấc mộng thôi. Thế còn Mô-xê thì làm sao? Cả nhà ta, ta trao cho nó. Ta nói với nó trực diện, nhãn tiền, chứ không nói bí ẩn. Có ai mà được Chúa dành cho những lời tuyệt vời như vậy? Rõ ràng Mô-xê là người của Chúa. Thế rồi nếu mà các anh chị trở về với sách Xuất Hành, ít nhất là ở chương 34, thì ta sẽ thấy kẻ là Mô-xê lên trên núi đó. Và ông ấy ở trên núi với Chúa bao nhiêu? 40 đêm 40 ngày. Và khi ông đi xuống thì làm sao? Mặt ông ấy sáng chói. Mặt ông sáng chói đến nỗi mà người ta không dám nhìn. Ở với Chúa và mặt ông bừng sáng. Tôi muốn các anh chị quan tâm cái chuyện này, ở với Chúa. Nếu mà chúng ta mở Tin Mừng theo Thánh Marco ở chương 3, câu 13 đó, nói về việc Chúa Giêsu gọi và thiết lập nhóm 12 tông đồ, thì các anh chị sẽ gặp cái câu này. Câu 13, rồi người lên núi và gọi đến với người những kẻ người muốn,
và các ông đến với người.